Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Văn Tùng. Sau đây sẽ là một video clip khá đặc biệt, lần đầu tiên mình làm và các bạn cũng đã yêu cầu mình làm từ rất lâu rồi nhưng mình không có định làm vì nó là vấn đề khá là nhạy cảm, đó là vấn đề về tool hack. Thực ra thì không chỉ Liên Minh Huyền Thoại mà rất nhiều những cái tựa game nổi tiếng khác cũng đều đang phải chịu chung một cái cảnh đó là luôn luôn có những player người ta sử dụng hack cheat để có thể gian lận trong quá trình chơi game. Và cá nhân mình cũng là một người leo rank và mình đã từng gặp phải rất nhiều những cái người chơi người ta dùng tool hack rồi, và việc dùng tool hack đó nó ảnh hưởng rất lớn đến các người chơi khác, mang lại một cái cảm giác nó rất là tiêu cực dành cho những người chơi Liên Minh Huyền Thoại. Và bản thân mình thì cũng đã có những report lên phía trên để có thể giải quyết những cái player sử dụng tool hack trong quá trình xếp hạng đơn. Hôm qua thì mình cùng với anh em hạm đội đã ngồi và xem lại replay của một bộ đôi sử dụng tool hack, và thực ra thì cũng không có cách nào để chối cãi cả với cái tình huống xử lý của họ, thì họ không thể nào từ chối cái việc là nhận một cái án phạt rất là nặng, đó sẽ là ban nạc. Mình qua cái video clip này thì mình cũng xin cảnh báo các bạn rằng đừng sử dụng tool hack, nó sẽ không fair một chút xíu nào cả, nó sẽ gây rất là nhiều ức chế cho các người chơi khác. Và nếu như bị tool hack, nếu như tool hack mà bị phát hiện thì xác định luôn là các bạn sẽ bị bắt acc. Và qua video clip này thì các bạn cũng đừng có gửi nhiều về tool hack cho mình sẽ không có nhiều thời gian để report lên. Các bạn chỉ kêu gọi những người chơi khác trong cái lobby đấy report để nhà phát hành cố gắng xử lý thôi. Còn cá nhân mình sẽ không có nhiều thời gian lắm trong việc report lên tuyến trên liên tục như vậy khi các bạn cứ liên tục dồn dập gửi về những cái account tool hack mà các bạn gặp phải ở trong quá trình xếp hạng đơn. Mình biết là các bạn rất là khó chịu, nhưng mà hãy cứ report bằng phiếu report thông thường và kêu gọi những người chơi khác trong lobby đó cùng nhau report thì mức độ hiệu quả nó sẽ cao hơn. Mình cũng sẽ không nhận giải quyết những vấn đề về account cho các bạn, nên các bạn cũng đừng gửi account và hỏi mình. Rất nhiều các bạn liên tục PM và hỏi mình là anh ơi, account của em bị mất số chứng minh nhân dân, mất số điện thoại, hay là account của em bị hack, hay là account của em không hiểu sao tự nhiên bị ban các thứ, thì cái đấy mình sẽ không giải quyết được, mình chỉ là bình luận viên mà thôi. Và mình không nhận giải quyết account cho các bạn, nên các bạn cũng đừng PM vào fanpage hay là đừng PM vào trang cá nhân của mình để cầu cứu nha các bạn. Hãy liên hệ đến cái bộ phận chăm sóc khách hàng của Garena, đó là một cái trang hỗ trợ.garena.vn để được tư vấn về cái vấn đề account. Còn tool hack thì trong khoảng thời gian vừa qua mình đã gặp nhiều và mình đều đã report rồi. Hy vọng rằng cuối mùa thì chúng ta sẽ bớt đi cái tình trạng tool hack này. Và đây là content mà các bạn cũng rất là mong chờ Văn Tùng sẽ làm. Review lại những cái replay tool hack và cho các bạn xem là tool hack người ta xử lý làm sao và tại sao mình lại nói họ là một người chơi sử dụng tool và hack ở trong các trận xếp hạng đơn. Chúng ta sẽ cùng ngay lập tức đến với một cái replay để các bạn có thể hiểu hơn. Và sau này khi các bạn gặp trong các trận xếp hạng đơn mà phát hiện ra những người chơi có dấu hiệu như vậy thì họ bạn hoàn toàn có thể kêu gọi các người chơi khác cùng chung tay report và loại bỏ đi những cái người chơi người ta cố tình sử dụng những phần mềm hack cheat như vậy. Còn sau đây thì mời các bạn cùng đến với một cái video clip mình cùng với các anh em hạm đội trong quá trình livestream đã reaction lại một cái replay để xem họ xử lý như thế nào anh em nhé. Let's go. Nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Đâu né gì đâu anh em. Đâu né gì đâu. Tại out game bật kích kích kích. Bật tu. Đây. Nó né quy rách sai thật. Ồ, lách cái đúp Lucian kìa. Lách kìa, cũng có dấu hiệu thật. Bắt đầu tu non rồi. Tu non rồi anh em ơi. Xem game Zerat xem nó poke như thế nào nhá. Xem nó có full combo 3 kỹ năng không nhá. Xem nó rót chiêu cuối nữa. Mấy con Braum với Lucian này quy chắc trượt hết. Wow.
Ui. Khóc rồi, khóc rồi, bộ đơn đứng dưới khóc rồi. Bộ đồ này khóc khóc hẳn rồi. Hồi máu đâu Lucian? Để xem level 6. Để xem level 6 nó rót chiêu cuối như thế nào nhá. Ác thật, ác thật, ác thật. Nó cũng không hẳn là lộ lắm đâu nhưng mà cũng không giấu được. Move nhìn chung là không ảo lắm nhưng mà cũng không thể nào giấu được là đang tun. Quy Lucian trượt kìa. Combo này mà quy trúng được mới hay này. Trời ơi, nó rót skill đầu cho thế thì đỡ làm sao. Ôi, quy trúng hộ. Quy trúng hộ anh em ạ, test đi bình tân rồi. Test đi bình tân rồi. Còn thừa. Tắt tun đi Senna để mờ mờ. Khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. Khóc rồi. Này, chiêu cuối level 6 này anh em này. Holy shit. Ngắt thanh trừng luôn. Né quy này anh em này, né quy này. Ui cái gì đây? Nó drop một lúc hai thằng luôn à. Tụt lỗi à? Như tụt lỗi anh em ạ. Cái thứ ba drop nhầm ra bên đây rồi. Drop nhầm thằng khá thích anh em mà tụt lỗi rồi. Tụt này tụt Trung Quốc rồi. Dạ đang drop vào thằng Z tự nhiên drop nhầm thằng kia anh em hả? Né quy rồi, né quy brom rồi. Oh my god.
quy lọt khe rồi. Dịch chuyển xuống đánh luôn cả một bóp bên phía bên kia mà đánh đâu nổi. Li TP xuống luôn, chết luôn kìa. À chưa, chết. Gần chết rồi. Ủa, sao các vật lính à? À, xin bà. Uầy, siêu nhân à? Bây giờ tôi mới để ý đấy. Thằng Kha'Zix đang ăn lính ở mid anh em bạn, chả làm gì cả ấy. Ô, đang rót ở đây, bùm bùm bùm. Holy shit. Có hơn nhiều, có hơi nhiều file trong máy các bạn rồi đấy. Cảm giác đánh với mấy thằng này, thứ nhất là skill mình hồi, thứ hai là tâm lý ức chế lắm anh em à. Đánh mấy thằng này ức chế lắm. Kiểu bị tâm lý cũng một phần nữa. Đánh không nổi. Lách cái gì ông ơi. Né quy kìa. Chạy đi đâu. Né đi đâu. Đài. Hứa với mày là sáng mai mày bay nhạc thằng danh con. À, sao ông biết nó tun? Nhìn di chuyển. Nó có chiêu cuối nó rót cho thì chạy hộ. Toàn đứt giữa tâm không anh em ạ? Giữa tâm nó deal thêm 1 tỷ sát thương phép luôn. 600. Con Duy có tool không? Mua tool ở đâu mà ghê vậy nhỉ? Tôi đọc được ý đồ của bạn Phạm Tồi nhá, Tồi nhá. Tồi hỏi là mua tool ở đâu vậy nhỉ kìa. Anh em kìa, bạn này là bạn cho mình xin in game bạn Tồi ơi. Tồi cho xin in game Tồi ơi. Bên kia có con gì có Pai à? Pai chắc bên kia không móc được lần nào quá. Con Jin này vẽ cả game chắc không trúng luôn á. Xem Tun đi đường như nào nhá. À! Tun nhưng mà gà anh em ạ, căn bản là tun nhưng mà gà ấy. Nét vẽ trượt. Nét vẽ xịt. Pai khoe thông thạo anh em ạ, tưởng nó móc trúng khoe thông thạo anh em ạ. Cay nhờ Pai nãy giờ. Pai nãy giờ kiểu ức chế nhờ. Đặt quả tên đã thấy cay cú rồi. Đặt quả tên đã thấy cay cú lắm rồi anh em ạ. Con Pai quy xỉ xong e về anh em à. Con Pai quy xỉ xong e về anh em à. Nét vẽ cũng xịt kìa, rắc e cũng xịt. Được cái là rắc quy tốt. Phát thứ tư không đủ đạn. Hai thằng Tun vẫn chưa mất ạc. Chấm hỏi. Con Senna combo mở thật, còn Esri bắn quy trượt nhiều lắm. Ồ, quý trúng kìa. Né nét vẽ kìa.
Dịch chuyển của Học né luôn cái bàn tay co giãn kìa, hồi máu cho hỗ trợ kìa. Đánh tay đứt quy liên tục kìa. Ui, có combo anh em ạ, có combo chuẩn. Có combo đứt quy cái thứ skill shot khá là ok á. Né quy con tai cái nhẹ luôn. Ngộ không, xương đây mà lốc. Đứt quy trúng kìa, rác mất máu nhiều quá. Ui. Vẫn thua game này anh em ạ. Bên kia nó có khá là nhiều con counter được tun. Con ngộ không là một điển hình. Có pai e flat hay á, có pai e flat vào đấy chí á. Có pai e flat vào đấy mới giết được Ezreal đấy anh em ạ. Trời, E lại đúp trúng liền luôn kìa. Nhưng mà vẫn ăn cái móc anh em ạ, vẫn dính cái móc, vẫn ăn đam một ít đam cái móc Q của con Pai á. Trời ơi, giác cam bot luôn mà. Tun cũng thua thôi anh em ạ, giống như game trước vẫn thua đấy thôi. Samira sao mà né được cái gì cả. Đúp Q đánh tay kìa, E còn này, né nét vẽ trước. Sân có bắn trúng phát một, dịch chuyển của Học. Ui, con gì bắn hay vậy. Con Jin bắn cái R hay vậy. Né như né được một vài cái thôi chứ anh em né hoài đâu được. Sợ thằng rác quá anh em à, sợ thằng rác quá. Phải cắm mắt bụi của chạc ba vì sợ rác quá. Né quy kìa. Pai e xịt nó né luôn kìa. Chiêu cuối nó né luôn kìa. Cay. Cay. Tao nói nó cay. Xin chứ chắc nó xin rồi kìa. Tao nói nó cay. Gì đâu. Móc quy xịt. E cũng né. E nó cũng né anh em ạ. E lên nó giật ngược về nó né luôn này. Nét vẽ cũng né luôn. Chỉ có thiêu đốt thì không né được thôi, chiêu cuối nó cũng né luôn, nó đi bộ né luôn. Khoe thông thạo 7. Thông thạo này. Nó bắn R2 thẳng luôn. Quy đánh tay E lên. Đánh tay. Né hết anh em, có xe nào né hết. Né kìa, né kìa. Né rất căng. Dính đúng một viên thôi anh em ạ. Cay. Bố mình xin nhé. Cay. Bị tun giết lại còn nói ngu thì tự ái đấy chứ. Nó tun cho nó còn gáy bẩn đấy anh em ạ. Game này mà thua chắc 3 đập máy luôn á. Flash kiểu cái animation flash nhìn ảo vậy. Thằng ngộ không nó E nó đập cho một chùy đấy nha. Sao cái flash còn Ezreal nhìn ảo vậy anh em. What? What the fuck was that? Nó move ảo nha, nó move ảo nha. Nhưng mà vẫn dính skill anh em ạ, vẫn dính mấy cái EQ rác dính hết á. Né. Trượt hết anh em ạ, trượt từ đầu đến cuối luôn. Không dính một cái gì cả. Né quy nhờ. Ui, nó xác định một thằng yếu máu nó bắn luôn ngân ti đấy anh em ạ. Nó xác định thằng nào yếu máu nó bắn ngân ti luôn kìa anh em. Bắn hơi thừa. Nói chung là tun thì cũng hơi ngu một chút. Nè, ngộ không này. Ngộ không với giác thì tun hộ. Nhưng mà Pai thì tun được. Xịt hết. Ngộ không với giác vào nhưng mà Pai ngân ti xịt đấy anh em ạ.
gặp hai thằng tool mệt vờ lờ. Sống đi. Cái e con rắc né không được. Nó vẫn có hiệu ứng lách nhưng mà nó không né được. E né luôn. Né nét vẽ. Ba e lên thiêu đốt bạn. Cố lên. Né kìa, nó né kìa. Né luôn cả dặn đứt kìa. Dịch chuyển của học né bắn quy các kiểu. R trúng luôn à, Senan mà. Tài ra hack tiền đi bạn ơi. Không đủ đam. Quả thấy không, có Senna khi mà có target yếu máu mà nó đủ đam chiêu cuối là nó sẽ chiêu cuối liền luôn. Nhưng mà nó bị cái là nhiều khi nó sẽ bị chiêu cuối thừa, như tình huống vừa rồi nó thừa ấy. À, bộ đôi này. Đánh ẩu, Kirby chết, xin ra 06. Cắt quỳ kìa. Lấy cái gì mà né. Con rắc nó E và nó R tại chỗ thì lấy gì mà né anh em. Né W cho gát luôn. Ồ, không hết mana rồi ông ơi. Né kìa, uầy. Né W luôn kìa, uầy. Teddy, that you man. Né hết tất cả mọi thứ bạn ơi, đù mà. Nó chỉ chết bằng thiêu đốt với đánh tay của bọn kia thôi anh em ạ. Nó chết bằng đánh tay với thiêu đốt thôi các bạn à. Né cái W cho gan luôn này. Né Q con Pai trước. Né Q con Pai trước, né cái dặn đứt sau. Pai E lên thiêu đốt, né cái nét vẽ sau. Tốc biến bắn Q đánh tay không trượt thằng nào. Chỉ chết bằng thiêu đốt với đánh tay của mấy này thôi đó. Né dặn đứt tiếp. Dịch chuyển vào học và chết bằng đánh tay bằng Jin thôi anh em ạ. My god. Trình này phải đánh chung kết thế giới ở sao hỏa chứ không phải ở Việt Nam, ở trái đất đấy anh em ạ. Trình này là trình đi đánh Liên Minh Vũ Trụ rồi. Các bạn thấy không ạ, con Senna khi mà thấy mục tiêu yếu máu trong tầm nó sẽ rờ liền luôn á. Mặc dù đó là những pha R mà có thể nó hơi thừa một chút. Lách nhẹ cái dạn đứt cái đã. Né nhẹ cái tiếng gầm hoang dã. Flash thoát khỏi ngộ không. Đánh tay thì không né được. Đánh tay lấy gì mà né. Hai thằng rác thải xài tụt. Né dạn đứt cái nhẹ. Né bàn tay co dạn cái nhẹ. Đánh tay cướp quy liên tục e chạy. Né dạn đứt tiếp. Bắn cùng ánh sáng. Sân khấu dính một viên, dính hai viên. Dính ba viên dựng tường gió che phát thứ tư. Đang cắt quỳ để ăn mạng đã anh em ạ. Đánh một game tranh 5k tiền nhưng hồi vẫn thua. Dịch chuyển của học lại bắn tiếp ạ. Nét vẽ trượt. Lốc của ngộ không thì không né được. Lốc của ngộ không với đánh tay là không né được nha các bạn nhé. Máu nữa. Tốc biến đánh tay cho nó chắc anh em ạ. Cay. Cay. Nó né cái W của Cho'Gath là anh em hiểu rồi, né Q rồi này, giật giật né Q này. Nó né luôn cả cái W á. Tốc biến như thế này mà đánh tay làm chậm rồi mà cái W của Cho'Gath nó còn lách lách lách, nó lách nó né luôn kìa, không bị câm lặng kìa. Chỉ là con Pai E flat thì nó không thể nào nó né được vì nó không có tốc biến nữa. Né được cái nét vẽ nhưng dính chiêu cuối con Pai bị stun thì không né được gì cả. Nó né cái W của Cho'Gath anh em ạ. Cho'Gath bắt đầu xanh rồi này, 8 stack. Thiêu đốt đánh tay, né hết skill rồi, lần này thì bị dính cái sai lần thôi, né thêm cái nét vẽ nữa, e lên trước mặt một con Jin, bắn tay đôi luôn né, what the fuck was that, why, Pai đang che, Pai đang quáng che, Yasuo lướt lên chém đi bạn, lách luôn cái quy cuối cùng, ngộ không chiêu cuối thì không lách được, Yasuo chặn chối cover, lốc thêm một phát nữa, chì vào đầu đánh tay e và đó là ngộ không có mạng nhưng mà chưa kịp hồi máu từ vũ điệu thì đã chết rồi.
đánh ảo quá anh em à. Dạn đất không có tầm nhìn né hết tất cả mọi thứ luôn. E lên né luôn cái W, à cái Q nhầm. Q con pa né luôn này, lách người né luôn. Chiếu ngộ không chiếu cuối là né không được. Tôi thì nó quan tâm tầm nhìn này không đâu anh em. Yêu quái đâu bước ra đây. Yêu quái đâu bước ra đây. Mấy kia trâu quá, Ezreal bắn không vào máu. Ezreal bắn chưa có đam. Bắn hoài không thấy mấy con kia chết luôn á. Né kìa, vẫn đang né. Né đi, né đi, né đi, né đi, né đi. Né đi, né đi, né đi. Tề thiên đại thánh đây. Rác. Cái gì đây, cái gì là gì đây. Andy, 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 Andy. Nhanh Andy. Andy. Game Toon nữa cần phải căng thế không các bạn? Game Toon đánh căng như cho cái thế giới anh em ạ. Oh my god. Xấu ai rồi, chắc ôn cái bẩn hơi sớm rồi anh em ơi. Như mũi đốt inox em ạ. Càng dịch chuyển được dùng. Đang ăn Baron thì bị phát hiện. Đang ăn lén Baron thì bị phát hiện. Quả tên này không chấp nhận được các bạn nhé. Về thì rename ngay đi không là tôi dại dột bây giờ. Thôi cút luôn. Thôi. Tí chết rồi, tí nữa thì chết anh em ạ. Holy shit. Xem mấy cái này vui nhỉ. Về đừng đánh chết thì hài. Ok, đây là hai bạn Toon nhá. Confirm với các bạn, đây là hai thanh niên Toon. Trong quá trình đánh rank thì tôi vô tình bắt gặp được.